Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được con Amply. Con model là Marang PM88SE. Đây là dòng Amply cao cấp đến từ hãng Marang Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu vàng, màu gold. Máy mình về tình trạng còn nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc, hàng đấu giá về. Đập vào mắt là các bạn sẽ thấy một cái chữ là Special Edition. Đây là phiên bản đặc biệt giới hạn, sản xuất số lượng có hàng nha các bạn, của hãng Marang. Series 88SE là series rất đáng chơi. Dòng 88SE được sản xuất vào năm 1990 với giá xuất xưởng là 90.000 Yên. Made in Japan, sản xuất tại Nhật, điện 100V và công suất là 270W. Đánh được hai cặp loa, phù hợp loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm, các bạn có thể đánh được cặp A, B, A cộng B. Tức là các bạn có thể đánh được từng cặp loa riêng biệt hoặc hai cặp loa cùng lúc. Nếu loa của các bạn có trở kháng 6 ohm thì công suất ra mỗi loa là 120W. Và nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm thì công suất ra mỗi loa là 100W, tương đối lớn nên các bạn có thể ghép những dòng loa cấp bass từ 30cm. Thậm chí 40cm thì dòng Marang PM88SE này đánh rất tốt. Máy mình về tình trạng còn nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc ngay các bạn. Mặt núm các bạn nhìn rất vàng, rất đẹp, giữ nghĩa còn như mới. Dòng này có chức năng chạy lát A và lát AB. Lát AB thì công suất ra mỗi loa là 120W, dành cho loa 6 ohm nghe các bạn. Một khi các bạn muốn nghe lát A thì bạn ấn nút này. Đó, đèn sẽ đỏ. Lát A chất âm sẽ ngọt ngào chi tiết, các bạn nghe càng nóng càng hay nghe bạn, càng nóng càng ngọt ngào càng chi tiết. Lát A thì công suất ra mỗi loa, nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm thì công suất ra mỗi loa là 20W, cũng tương đối lớn nghe các bạn. Đó, khi các bạn muốn nghe lát AB thì các bạn nhả nút này, đơn giản các bạn ha. Dòng này nó không có tích hợp equalizer để các bạn chỉnh bass chép, nhớ bù lại là nó tự cân bằng ba giải bass mid chép, nó tự cân bằng. Và đặc biệt là cái dòng này á, các bạn nghe càng hay, càng nghe càng nóng, nó càng ngọt ngào chi tiết nghe các bạn. Ở đây volume cầm rất chắc tay, có một cái khứa và chỗ này nó lõm xuống, các bạn nó dễ cầm để giờ ngõ vào có 5 đường phono CD, tuner AUX1, AUX2, hiện tại đang kết nối ngoại CD. Ở đây cũng có một cái khứa các bạn rất dễ nhìn, nó lõm vào. Ở đây nút nguồn lát A, ở đây đường sụt, ngoài ra được có đường tép 1, 2, 3. Và các bạn nghe sụt direct, các bạn ứng vào nó sẽ nghe mọc nghe các bạn. Rồi ở đây có đường processor, là khi các bạn thông thường các bạn kết nối send return xong bạn ứng processor, còn không bạn nhả ra cho mình. Ứng vào là mono, nhả ra là stereo. Đây đường phono dành cho cái màn thang. Red out sẽ ra đường thu, ba lăng này bạn, phải trái nè, rất cân bằng ha. Đây có mutin, đèn xà sáng nè các bạn ha, rất đẹp luôn. Mình đã tháo những con ốc ra cho các bạn xem. Những hai bên hông của nó là thiết kế là hai miếng gang rất dày, rất to các bạn. Có những cái miếng nó ốp lại mình đã tháo lên, mình để sẵn đây cho các bạn xem luôn. Dòng này với kích thước chiều ngang là 45,4cm, cao 16,5cm và hậu sâu là 38cm. Và máy nặng 17,5kg, rất là nặng ngay các bạn. Rồi sau đây mình quay tổng thể mặt sau cho các bạn xem luôn. Ở trên của nó là nắp lưng của nó được thiết kế các bạn nhìn rất cao cấp, giống những dòng Amply cao cấp. Nó có tổng cộng là 8 cái lỗ 8 ô chủ nhật, nhằm thoát nhiệt nhanh. Một khi các bạn nghe lắc A đó thì nó sẽ thoát nhiệt nhanh. Rồi sau đây mình cho các bạn xem mặt sau, các bạn chờ mình. Mình rút dây hơi ngắn. Rồi các bạn nhìn tổng thể mặt sau con này nè, như mới luôn nha các bạn. Hôm nay mình hàng đấu giá về rất nhiều nha các bạn. Đó, toàn những Amply, Marang, Denon, Luckman, Sansui đầy đủ nha các bạn. Ở đây là các bạn sẽ nhìn thấy nè, những ngõ processor, send return là in out đó các bạn. Ngõ vào RCA thông thường có 5 ngõ, đó đường AUX1, AUX2, tuner, CD và đường phono. Đây điểm tiếp mát.
đường test 1, test 2, test lay các bạn nhìn là không có hiệu bấm rút, rất vàng luôn các bạn. Đó, rất đẹp ha. Những con ốc các bạn nhìn nè, còn rất vàng luôn. Đánh được hai cặp loa phù hợp loa có trực kháng từ 4 tới 16 ôm. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp loa có trực kháng từ 8 tới 16 ôm. Thông tin là Marang PM88SE, IC 100V và 270W. Made in Japan, sản xuất tại Nhật. Số series 00026. Đó, ở đây có một IC OLED với total cho các bạn cắm rút các nguồn phát phụ là 300W. Những đầu CD giải mã lục xì sử dụng điện 100V các bạn đưa vào đây cho đỡ lòng thòng dây. Dây nguồn zin và dây nguồn dính còn rất mềm nha các bạn. Đó. Ở đây có một cầu chì bảo vệ nguồn. Đó. Rất đẹp luôn các bạn nhìn. Rất bóng, rất mới nha các bạn. Rồi để mình gắn lại cho các bạn. Dòng Marang 88SE phù hợp nhạc trữ tình, boro nhạc vàng nha các bạn. Những dòng ở cao tít đó các bạn, hòa táo các bạn mua cái dòng 88SE này về nghe hay bài đẹp nha các bạn, và âm thanh rất ngọt ngào, chi tiết sâu lắng nha các bạn. Rồi sau đây mình mời các bạn nghe một đoạn nhạc thưởng thức về chất âm ly mình mới về, có model là Marang 88SE nha các bạn. Dòng này mình máy mình về là không tì vết, rất đẹp luôn các bạn. Hai bên là hai miếng gang nắp của nó, nắp sơn zin. Đó, mình bao zin tuyệt đối cho các bạn luôn. Rồi mời các bạn nghe một đoạn nhạc. Anh đi hết đêm tới sáng là về liền. Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Có chuyện hoài. Anh nói rằng anh đi gian. Cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Mình đã gỡ nắp ra cho các bạn xem. Nội thất máy là hàng đấu giá về chư vệ sinh nha các bạn. Đó, bao gồm một tăng phô xuyến rất to, có chữ Marang này các bạn, mình quét bụi cho các bạn xem luôn ha. Đó, rất mới ha, chỉ còn quét bụi là sẽ mới long lanh. Đó. Mình quét sơ cho các bạn này, bụi Nhật là như vậy nha các bạn. Đó, nó muốn rất mềm, các bạn chỉ cần quét nhẹ là đi hết nha các bạn. Đó, nhìn vào tổng thể đó là các bạn sẽ thấy một tăng phô xuyến có chữ Special Edition. Đó, rất mới ha, không tì vết, rất mới luôn đó. Mình chỉ mới quét bụi mà mình sẽ vệ sinh, bạn nào mua mình sẽ vệ sinh, sẽ long lanh ha. Đó, cái quan trọng là nguyên zin nguyên bản, hai tụ lục nguồn rất to đó. Tụ cho tụ đây nè các bạn đó, hai tụ đều có chữ ha. Rồi ở đây là hai tặng giải nhiệt tương ứng bao mạch công suất V phải và bao mạch công suất V trái, nó nằm đối xứng nhau nha các bạn. Tất cả ngóc ngách còn nguyên zin nguyên bản rất đẹp. Bên này sẽ có 4 sò nè các bạn. Vế trái nó có 4 sò than và 2 con sò thúc. Đó, các bạn nhìn thấy những sò trắng trắng đó bạn. Và vế phải cũng phía dưới cũng sẽ có 4 sò đây. Và 2 con sò thúc, tổng cộng máy chạy 8 sò than và 4 con sò thúc. Bao mạch công suất đầu ra. Bao mạch tín hiệu đầu vào. Bao mạch tín hiệu phần rè. Rồi. Chiếc áp volume là tất cả ngóc ngách con này là không có điểm che ha. Đây còn một cái tem luôn. Tất cả các thông tin của máy đây các bạn, ở dưới là chỉ bụi thôi, bụi Nhật thôi. Đó, mình thổi cái là bạn thấy mới đi ha. Chỗ này là một bụi nè các bạn này. Đó, các bạn nhìn xuống là thấy nó sáng liền ha. Bụi Nhật rất là dễ thổi nha các bạn.
gần thổi là nó sẽ đẹp long lanh. Rồi mình quay tổng thể bên trái cho các bạn xem luôn. Đó các bạn nhìn ở bên hông là được mạ đồng, một miếng sắt mạ đồng còn như mới, vàng au luôn các bạn. Đó. Rất đẹp quá. Rồi bên phải cũng vậy, một miếng sắt được mạ đồng nhằm chống nhiễu, vàng au luôn các bạn. Tất cả còn nguyên zin nguyên bản nha các bạn. Quét bụi đây cho các bạn xem luôn. Đó các bạn nhìn nè, quét cái là mới tinh luôn các bạn. Đó. Rất đẹp. Dòng này các bạn mua về nghe nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng ở cao tiết hòa tấu rất tuyệt vời. Hai bên của nó hai ốp gang cũng là nguyên zin không giảm tút 0.3. Nó rất nặng và cái nắp lưng của nó rất dài nghe các bạn. Những miếng cao su đây là còn rất mới, những ốc ác rồi. Không có điểm chê luôn. Rồi, sau đây mời các bạn nghe một đoạn nhạc thưởng thức về chất âm. Con âm ly Marang 88 SE Special Limited Edition. Mình mới về nghe các bạn. Mình xin thông báo đến các bạn, con âm ly có model là Marang PM88SE. Mình về tình trạng xinh đẹp xuất sắc. Con này rất là đẹp, nội thất con này mình thể thổi bụi sẽ long lanh như mới nghe các bạn. Máy bán ra, mình cam kết nguyên zin nguyên bản và vẫn bảo hành kỹ thuật 3 tháng. Nên các bạn an tâm mua về nghe trưng bày sử dụng. Với giá rất tốt, chỉ là 7.500.000 đồng. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Bạn nào có nhu cầu đừng ngần ngại gọi hoặc nhắn tin cho mình. Xin chào tạm biệt và hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.